Thưa quý vị và các bạn, đến với đất Quảng, chúng ta đến với 8 chữ vàng: Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Những ngày Uyên Uyên Việt Nam có mặt tại thành phố Tam Kỳ, chúng tôi đã gặp rất nhiều những người dân ở nơi đây, những cán bộ chiến sĩ, những người du kích, những cơ sở cách mạng. Và hôm nay Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương mặt mới với một loại hình hoạt động mới. Chúng ta có thể gọi đó là một nữ tình báo, chị Lê Thị Hồng Hoa. Xin chào chị ạ. Trước hết thì chị cho em được gửi lời cảm ơn chị đã đồng ý tham gia chương trình. Và sau đây thì em mời chị giới thiệu về mình và chia sẻ cái hoạt động của mình trong thời gian trước khi tới được thống nhất nước nhà. Chị. Thế hôm nay được các chị về đây tìm hiểu thì tôi cũng xin có vài cái chia sẻ cũng như nói lên cái quá trình hoạt động của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thì bản thân tôi thì cũng lúc nào thì tôi đi tắc lây đương thời thì tôi là thời nó tôi mới 16 tuổi, nhưng mà tôi đã là đi học được cách mạng cho đi học lớp cứu thương, rồi đi tham gia hoạt động du kích cứu thương của dự động du kích xã. Sau đó thì tôi thất ly lúc đầu thì tôi cũng làm nhiệm vụ của một thanh niên xung phong, tôi gửi vận chuyển lương thực thực phẩm cho quân đội. Nhưng mà với cái tuổi của tôi thì nó mới 16 tuổi thì một nữ cũng không có to lắm, người nhỏ thôi, nhưng người cảm thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà rồi cũng với cũng cố gắng cùng với chị em, nhưng nói chung trong cái thời gian người cảm thì chỉ được 3-4 tháng. Sau thì đơn vị thấy bản thân tôi cũng có học, nói chung khi tôi đi làm cách mạng thì cũng học hết phổ thông cơ sở. Thì họ thấy tôi có trình độ thì họ cho tôi đi học lớp bố vụ. Tôi đi học bố vụ thời gian thì được cỡ 6 tháng thì ra trường. Rồi tôi về tôi phục vụ của cụm điền đài hậu cần quân khu 5 lúc bây giờ. Thì năm đó là năm 1968 thì tôi về cộng điện đài đến tháng 10, vì cái tình hình lúc đó là chiến tranh bắt đầu ác liệt kia rồi, cho nên công việc còn ngào còn khó khăn mà dân khổ, và rất là nhất là về cái công tác mà phục vụ hậu cần này là tôi ở bố vụ ở điện đài, cho nên là cái đó kém xả ra triều miên. Bản thân là nữ cho nên cũng đau ốm sốt rét, dễ sợ sốt rét liên tục, nói chung là sốt ác tính là sốt liên tục, một tháng là sốt gần 25 ngày, nhưng mà sốt không bao giờ cái nó nằm như bây giờ. Sốt là vẫn đi làm, sáng ra đi làm tới trưa về sốt, nằm lại rồi dậy hết cơn sốt là lại đi làm lại, cứ tiếp tục như vậy. Thì đến một thời gian sức người có hạn cho nên tôi bị kiệt quệ, cho đơn vị cho đi ăn dưỡng thời gian. Thì lại lên đó ăn dưỡng được 2 tháng thì đơn vị đó thấy tao còn nhỏ quá đi, 17 tuổi mà nhỏ lắm, cho nên thôi để cho con nhỏ này đi mừng bác học đào tạo tương lai. Thế rồi là tôi có danh sách đi học bác, nhưng mà sau đó là cái buổi sáng đó, được cái đội đội trưởng mà cái đội mà tôi ăn dưỡng đó gọi tôi lên, đồng chí chuẩn bị đi về lại quân khu 5. Thế là tôi lên tôi gặp ông đó là cục trưởng trưởng phòng quân lực của cục hậu cần hôm qua ra ông đón về, bảo là hiện nay trong khu 5 là không có bố phụ nữ hết rồi, người hết nam thì ra mặt trận nói xong mà đi làm bộ rầm rặng nạn hơn, còn nữ thì bây giờ nghe nói cô là cũng làm việc trước đây rất là được, nhưng bây giờ thiếu bộ thì ra lấy về thôi. Thế rồi
nốt rồi là trong lúc đó thì chuẩn bị ba lô là lên đường đi về lại thôi, chứ không có chuẩn bị gì, cứ lên đường đi về theo đồng chí quân lực đi về tại cầu Phật Hằng. Về lại thì vẫn làm việc bình thường trong một tuần lễ. Trong một tuần lễ thì cái anh chính trị viên đại đội cũng về, nó nói đồng chí qua chuẩn bị đi công tác đặc biệt. Thế là tự nhiên buổi chiều nào sáng mà là cả cái giấy quả tắc là có người đi đến đón đi, tức là hầu nó đi về là mặt trận quảng đoà, là mặt trận bóng á, về công tác dưới đấy, chứ cũng chưa nói chứ cái chuyện mà hoạt động mặt này. Cái về mặt trận bóng một thời gian vẫn làm công tác bố vụ, vì lúc nó về mặt trận là công tác là cái công việc này rất là bề bộn, chứ không phải như hầu ở hậu cần đấy, tức là đi vào chuyên môn á, nạn á là xúc ngà. Xúc ngà là nhận phát liên tục với các đơn vị chiến trường đó, cho nên là ở đó là rất là bận lắm. Cho nên cái tay nghề lúc này mình cũng cao rồi và thu phát cũng rất là vững vàng rồi. Thế một hôm thì tư lệnh mặt trận bóng là hồi đó là ông Nguyễn Bình là tư lệnh mặt trận bóng, ổng là hồi nói là ổng phó tư lệnh quân khu Nam. Thế mới gọi tôi vào, cho người gọi vào thì ông hỏi thăm về sức khỏe, rồi ông hỏi thăm là gia đình, ông kêu có nắm tình hình chi ở gia đình được không? Thì mình cũng trả lời, gia đình bây giờ là không còn ở nữa, ba má rồi ông bà hy sinh hết, còn mấy đứa em nhỏ nhờ mà cũng không biết đường đâu. Nói thế thôi chứ cũng không có hỏi nhiều. Thế là ông kêu chuyên môn bây giờ ra sao? Thì hỏi thì mình vẫn trả lời cái chuyên môn con là theo con để tức là những người có chuyên môn lớn hơn họ đánh giá, nhưng con thì thời gian qua làm việc cũng bình thường thôi, chưa thấy ai nói gì. Thế nó thờ cả ông cũng không nói gì nữa. Thì ông đầu mới nói về câu chuyện thì bây giờ đồng chí có nhận nhiệm vụ đặc biệt được không, thì mình cũng không biết nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ gì. Thế rồi hai ngày sau là lại có cái lệnh là đi về phía trước nữa. Thế là về lại cái bông 11, cũng ở trong cũng một bông ở trong cái mặt trận đó, mà cái bông 11 này họ chung quanh những người những lãnh những nói chung những người mà lãnh đạo đó cũng không biết cái bông, ít biết cái bông 11 này, những thiếu tá, trung tá, thượng tá, những người tiểu đoàn như trưởng hay hoặc là tư lệnh, những ông tư lệnh phó mà cũng không biết, chỉ có ông đạt khu quỹ quân đoàn là hầu ông bí thư Hồ Nghinh là ông biết, với là Nguyễn Chánh này mặc Nguyễn Bình này là tư lệnh trưởng mới biết cái bông 11 là làm cái việc gì thôi, chứ họ cũng nghe nói bông 11 họ không biết làm việc gì hết. Thế tôi mới về bông 11. Chính cái bông 11 là một cái đơn vị của cục nghiên cứu bộ tổng tham mưu, cái cục nghiên cứu chứ họ hồi nãy họ không nói cục tình báo ấy, cái cục nghiên cứu bộ tổng tham mưu. Thế về đó thì mình mới biết làm công tác này, công tác tình báo. Thế về đó thì cũng được học tập cái gì, về đó thì vẫn làm điện đài, nhưng với cái điện đài bây giờ khó, không phải điện đài như 102 của Trung Quốc chịu viện trợ cho mình ở trên núi nữa, mà làm cái điện đài nó nhỏ lắm, nhỏ chút ấy, cái như cái hộp phấn đó, nhỏ chút đó, làm cái điện đài đánh qua nếp là đánh một ngón tay chứ không được đánh được hai ngón tay bình thường như các cái điện đài kia. Thì đặc biệt thế thôi cũng nhận phát thu như làm việc ở mặt trận. Thế rồi lòng đó một thời cũng được cỡ một tháng trời, một tháng thì cái trong một cái hôm đó, thế là ông thiếu tướng trưởng đơn vị mới trưởng ban là trưởng vị mới đưa cho tôi là mấy quyển sách bức khúc của Nguyễn Đức Thuận này, Sống Như Anh, rồi Hồng Đắc, rồi một số những ca ngợi về những gương trung kiên, những gương chiến đấu mà rất dũng cảm quay mình vào sự nghiệp cách mạng, nói chung là những cái gương đó để cho mình học tập. Thế thôi chứ cũng không có đứng ra mình nói là ai phở thế này thế kia. Đó, bất ra mấy quyển thôi đạt rất thôi. Rồi còn cái trình độ chung mong của mình thì có cái anh đại trưởng của cái đơn vị đó, thì
chuyện Hòn Ngà Thu Phất là anh biết cái trình độ mình thế nào rồi. Thì nhớ anh nhớ cô này đi làm nhiệm vụ mà có được không thì anh kêu tốt thôi. Thì thế là đưa từ đó bắt đầu sau khi tôi thực tập ở đó được 2 tháng là bắt đầu nhận nhiệm vụ đi ra nào thằng Đà Nẵng. Lúc đầu đi á thì nói chung là cái vùng đó là cái vùng quê của quê hương của tôi, cho nên đi rất là sợ bọn hậu đồng xã, người quân người quyền tại xã địa phương á là phát hiện là nguy, phát hiện là sợ lộ. Thế nhưng mà là may mắn là lúc đi á, là không bị thi chỗ mà cũng không bị gì, cho nên là với lại giao thông của mình nào cũng vững vàng lắm. Mấy người giao thông mà đưa từ ngoài thành về trung tâm tứ họ rất vững vàng và họ làm việc họ tự tin lắm, chứ không có họ bình tĩnh lắm. Mình đi ra rồi vì mình ở trên núi Lao Ngà mình đâu có biết địch ta, mình xuống là mình rất là sợ, đi là mình cứ hai dùng là sao sợ người ta theo dõi đó. Ấy hồi nó cũng là cái là sợ cái mấy người nó đi thì họ có người họ cũng bài rồi, họ cũng nói là nên cầm thêm một cái gương, nên cầm cái gương để mình để phía trước này mình nhìn phía xa coi chứ đừng có ngối lại. Tức là lúc nó chọn nhiệm vụ đi thì sáng ngày hôm sau là ở đơn vị tôi có số là liên lạc cái du liên á, cái là những người du liên là chuyên đưa những người mà hoạt động ở ngoài vùng địch về tới cái điểm hẹn, là cũng ở đó cũng vùng địch nhưng mà điểm hẹn ở quê để người ở trên núi ở xuống đó về là cái điểm hẹn, nói chung đưa đến nhà. Thì trực quá trình đây thì từ ở trên căn cứ xuống thì đi một đêm từ 5 giờ chiều mà đến nhất tới 6 giờ sáng tới, đi một đêm như vậy thì máy bay không phát hiện được cái gì này. Chứ không thì chỉ có sợ phó thôi. Đi ra tới cái chỗ điểm hẹn, tới cái nhà mà có nhà nó gọi là nhà nó là để dùng cái cũng mặc gọi là mặc cứ của mình á, mặc cứ ở dưới đồng bằng dưới đất rành thôi chứ không phải là ở trên chiến khu. Đi đến đó thì được vô liên mình gửi cho cái cô cho cô đi ở đêm này, và họ cũng biết mình là người đi núi xuống rồi cho nên họ cũng lo lắng, họ trách hết chỗ ở cho mình. Nói chung mà chuẩn bị rất là chu đáo cái chuyện để cho mình xuống phố, xuống thành phố. Thế bây giờ muốn bác liên lạc để cái cô vô liên á đi ra ngồi bác liên lạc á, thì không có bác liên lạc như những cái trường hợp mình ra Đà Nẵng rồi mới bác liên lạc. Ở trong đó là họ người vô liên ở Đà Nẵng họ biết cái cứ nó rồi, họ vô cứ vô mà cứ đó họ đóng mình ra thật. Thì đi đóng ra trên đường đi của cô á. Thì cái hôm đi ra tới ra đến ở thành Quýt chợ đi gần đi cách Đà Nẵng cỡ 10 cây số thì cô mới nói là thôi có một số lính Nguyễn đứng trong xe hắn xì xầm, mà cô nói thì cũng là sợ bọn địa phương hiện, nhưng mà đó là không phải vì trên xe cũng nói được cái vụ cứ bắn cô mới thật. Bây giờ mình xuống đây uống nước, xuống cái xe nó cát đường bọn lính xuống uống nước cũng gần quê cô, mà cô nói là cô rất cổ người liên lạc của mình mà cổ ngụy trang phần của cổ rất là vững vàng vì cổ quen hết có cái lính biệt động quân ở cái vùng. Cô quen của chúng đó chủ nước của nước chuyện rồi cô nó có bọn nó có hỏi là bé nào là mà dễ thương rứa thì cái cháu tôi ở quê rồi nó thế thôi, rồi bọn nó nuối rồi nó cũng đi rồi cái đóng xe khóc rồi nè. Thế là cái bọn lính ở phía trong quê đi ra đó rồi ra Đà Nẵng thì vô cái nhà bà con của cô á.
cô nó gửi qua nhà bà con nó ở ở đó một thời gian á, ở đó chưa đi làm đâu, chưa đi bắt liên lạc gì vậy, ở đó để làm cái thẻ căn cước là tạm trú ở đó thời gian làm thẻ căn cước. Thì lúc đầu mình xuống đó thì ở bên cái nhà cô nó là có phòng cảnh sát mà trong quận nhì để mình gửi ông ẩm chỉ cũng giống là hối lộ á. Yeah. Mình gửi 2.000 đồng của mình á để cho ông lập cho mình cái thẻ căn cước, thì ông làm một cái thẻ căn cước cho mình rồi được trong một tuần lễ là có cái thẻ căn cước. Sau ông tiếp tục làm cho một cái thẻ nhân dân tự vệ tại đó. Nhân dân tự vệ, mình là cũng nhân dân tự vệ ở đó, mình có cái thẻ nhân dân tự vệ. Nhưng mà ông con nó nhỏ rồi mà lồng ra lồng thẻ nhân dân tự vệ nhỏ kìa. Rồi chứ ở đó có nhiều người nhỏ cũng là thẻ căn cước thì mình 17 tuổi một tuổi rồi nhân dân tự vệ có còn đó là được rồi. Thì ở đó yên tâm rồi nè. Thời gian ở đó có bắt đầu tôi đi học mai tự mình á, hầu đó là bắt đầu không có vô thông mua dẫn ấy. Ở trong cái nhà mai đó là cũng của cơ sở của mình. Thì ở trong quê á, ở trong căn cứ á, trong căn cứ là mấy chú lãnh đạo chú kìa, cháu ra ngồi đó cháu đến 111 hiệu Ma Thanh Tâm, 111 đường Thống Nhất Đà Nẵng đến đó học mai. Thế là cứ ra đó thì tôi đi, tôi tự đi, tôi ở đó thời gian tôi ở nhà chị nó chỉ có anh chồng đi lính ngụy nhưng mà là mất sức là về đi làm mà thợ nê, còn chị thì ở nhà suốt thân là ở đó với chị hằng ngày đi chợ nấu ăn cho chị đó, ở đó ở tạm ạ. Thế rồi bắt đầu đi học mai đi lên cái chỗ cô nó đi học mai đi học mai bình thường đó, cứ ngày qua ngày là đi học mai. Học mai được 2 tháng chưa về nhờ chỗ mình làm việc đâu. Rồi ở 2 tháng học mai, nói chung là học xong rồi một thời gian là đi mai, rồi nó tìm những cái đứa mà hắn mang học mai mình á, rồi đi ma thuê cũng đi ma thuê, đi tới chỗ họ làm thợ ma thuê nhưng rua lùm nút ố khi ố rồi mai cho họ cắt sẵn cho mình mai thời gian cũng được cỡ 2 tháng rồi, tức là ra đó là được 4 tháng rồi mà chưa về để tiếp nhận cái công việc này trong công việc bố bộ. Sau 2 tháng thì cô châu thăm nó mới dẫn đi tiếp tục, cô ra cô gặp tôi là cô dẫn tới để gặp cái đồng chí trưởng cái nhóm này, đây là ở cái nhóm nó có hơn người chú với bà gì một bây giờ mình cắm từ 564 chứ ở đó 564 cô nó một bà ở nguồn Bắc vô của ở Quế sang cái vô Đà Nẵng ở là 564, còn một cái chú á là ở đó là chú là bố vụ, chú là cũng bố vụ mà tôi thì ra thế cho chú để chú đi ra Bắc học thì ra đó thì đi tới một cái công viên thật ra công viên thì nhỏ chứ không phải công viên lớn, công viên nhỏ, mini nhỏ nhỏ đó, rồi có cái ghế ngồi cũng bằng chỗ sông Hòn đó, màu nó lính Mỹ đi đài không lần đầu tiên sợ ghê lắm, sợ nghe mấy cô á với chú gọi là bình tĩnh nghe, bình thường như người nhỏ không có chơi, nói chuyện cười vui vẻ, cái rồi nói chuyện bạn bè cười, cô chú nó chặt phó cười rất là bình thường. Thế rồi cái chờ cái được rồi cái thay chú về nhà, mà về nhà chú nữa thấy chú chứ không có còn ở chỗ cũ nữa, rồi nó rước là đi thế thằng đơn giản đó rồi đây cái rồi cái đi luôn khổ cái nhà nó không bao giờ tới lần nữa, khổ cái nhà mình ở không bao giờ tới lần nữa.
mở tới sau giải phóng về mới đổi lại ra. Chứ còn không bây giờ đổi lại nhờ nó nữa. Mà họ cũng không biết mình đi đâu, họ cũng không biết mình đi đâu. Cô nó cũng tới đón rồi, để ta đưa ông về quê trở thông, chứ không biết mình đi, không gặp lại luôn. Ở trong thành phố đó mà không gặp lại luôn á. Rồi đó bắt đầu nè. Ở đó thì ở đó được ở với chú của bà thì được năm ngày thì bắt đầu tập sự, tập nhận tín hiệu từ người Bắc, người Hà Nội vô, chứ hầu nó chưa giống gõ manít đâu, ngày chưa có một lần gõ manít đâu. Tại vì rằng nó đi dành cho khi chuẩn bị đánh trận mới giống, vì ở Đà Nẵng biết rồi, sân trò kìa, bàn tay đòi hắn thiện hoài rồi đó. Quay qua 360 độ mà tịch, chỉ cần tát là phát hiện ngay lập tức. Chỗ tôi ở là họ cái ở nơi mà nguy hiểm nhất, là nơi bình an nhất á, yên bình nhất á, chắc chung quanh là cảnh sát lính ngụy đai mới mát rồi lính ngụy. Ngó bên này có cảnh sát dự chiến, ngó bên này là cả lưng trước sau cảnh sát không. Cái ông mà thủ trưởng hầu nó, tôi mới ra làm từ thành như thủ trưởng của tôi ăn là túi nồ, ông cũng đánh cờ tướng Nga đằng nhỏ đó, cảnh sát không, chỉ có một của ông của mình với ông thôi. Mà của ông mới là tôi cũng gặp hơi lần thôi, ông cứ tàu xa nó chứ không biết. Là cái ngành này khó biết với nhau lắm, ngành này là đặc biệt cái chiến lược mà. Thì tôi ra tôi ở đó là hầu nơi khu Nam, mà họ nói là khu Nam mà kiếm một bộ bốn phụ nữ để đưa vào thành nó khó, mà người trong này nữa, người trong này chứ phải người ngoài kia vào thì dễ. Nhưng người ngoài này, người Quảng Nam nói tiếng Quảng Nam là để cho hợp pháp chỉ giờ, hợp pháp chỉ giờ, việc mình có đi ra ngoài cũng dễ hoạt động. Nên là ở cái thành Đà Nẵng thì hồi nó thì không phải như bây giờ nhỏ. Ở đầu thấy rất là sợ, nhưng mà sau đó thì quá trình ra mình ở rồi mình quen hơn xuống, rồi mình tiếp xúc bên ngoài mình quen thì thấy cũng bình thường nha, họ thân không có gì phải lo lắng ấy. Hằng ngày thì cứ 2-3 ngày lên máy một lần thôi, mà hồi nó chỉ có nhận thôi chứ không có phát.